Tú Minh Auto xin mến chào các bác, các anh em yêu thành yêu ca hát trên mọi miền tổ quốc nha. Thì trong cái clip này, hôm nay em sẽ tiến hành mở cho các bác xem một mẫu cục đẩy mang trên mình thương hiệu của Crest Audio với tên là CA9, một mẫu cục đẩy cực kỳ chất lượng và cao cấp. Thì sau đây Tú Minh Auto cùng anh em và mọi người cùng theo dõi mở clip nhé. Đây là một sản phẩm cực kỳ chất lượng mà bên Hiếu Minh đã nhập khẩu trực tiếp tại nội địa Trung Quốc và đưa về hôm nay giới thiệu cho toàn thể các bác và anh em một mẫu cục đẩy mới tinh 100% được sản xuất tại Trung Quốc. Đấy, thì đây là bên trong nội thất đó anh em nhé, hàng nguyên siêu nguyên đa nguyên kiện, có đầy đủ giấy bảo hành này, có sách này là sách giới thiệu sản phẩm, có các mẫu như xe 2, xe 4, xe 6, xe 9, xe 12 và rất nhiều mẫu khác. Thì trong cái clip này em sẽ giới thiệu các bác là cục đẩy công suất CA9 Crest Audio. Hàng này mới tinh 100% được bảo hành 1 năm các anh em nhé. Tùng ơi, để tiếp với anh. Đây, các bạn anh em nhé, Crest Audio CA19. Thì em bật mí luôn con này nhé, con này sẽ chạy bằng 36 xò công suất Toshiba. Thì sau đây anh em của Hiếu Minh Auto sẽ tiến hành bật nắp và khui cho anh em cùng các bác xem nội thất thực chất của con này luôn. Các bác thính em thì hiện tại em đã tháo xong ốc của buổi Crest Audio CA9. Thì sau đây Hiếu Minh Auto cùng các bác khám phá về nội thất nhé. Một cục đẩy cực kỳ là chất lượng các bác anh em nhé. Rất là nhiều sò, chạy bằng một nguồn đen, đen cực kỳ đẹp và dùng 8 tụ lọc nguồn màu xanh, rất là chất lượng. Thì chúng ta cùng kiểm luôn. Đây là một con đẩy chạy 36 sò công suất, sò Toshiba, sò lớn. Nhìn qua thì các bác nó rất là quen thuộc nhé. Con này thì chắc chắn chạy dòng sò Toshiba TTA 1943 và TTC 5200. Đấy thì một con những, và các bác để ý xem thì nhìn qua thì các bác biết, em xin nói luôn các bác, đây là một cục đẩy công suất CA9 sản xuất phiên bản năm 2019. Tất cả mạch của nó dùng một mạch xanh lam nước biển, tụ lọc xanh lam nước biển với chỉ số cực kỳ cao, 22.000 microfarad và 50V. Và như theo như thông số nhà sản xuất đưa ra thì con này công suất của nó mỗi kênh là 800W một kênh các bác em nhé. Có khả năng đánh được một cặp loa full bass 40 hoặc là hai đôi bass 30. Đấy. Và tất cả các tụ là tụ chuẩn. Đối với những dòng tụ chuẩn như bên trên nó đều khác số này. Và ngày sản xuất của nó là năm 2019 tháng 5. Thì ở Trung Quốc người ta viết năm trước tháng sau rồi đến ngày. Đây là con này sản xuất trực tiếp tại nhà máy Trung Quốc các anh em nhé, trực tiếp tại nhà máy Trung Quốc. Đấy. Thì em xin nhắc lại một lần nữa, đây là một trong những cục đẩy dòng CA9 thương hiệu Crest Audio dòng loại 1 các anh em nhé. Crest Audio dòng loại 1, dòng chạy sò. Ngoài ra thì bên Hiếu Minh Auto còn bán một dòng, đó là dòng chạy mạch Crest. Con này thì nó chạy bằng sò mốt phét, cho chất âm cũng cực kỳ hay. Và cái con Crest Audio này chạy 36 sò. Thì đối với dòng nhiều sò thì cái tác dụng của nó là gì? Thì thưa các bác thì nhé, đối với tác dụng dòng nhiều sò đó là nó kích hoạt công suất hoạt động tối đa, và nhiều sò hỗ trợ thì máy được ổn định hơn và không bị nóng máy như những con chạy ít sò. Những con chạy ít sò thì ví dụ như con chạy 20 sò thì muốn vặn lên công suất 800 thì nó phải vặn hết, đưa hết mình lên để gánh hết gồng hết lên để chạy. Nhưng con nhiều sò này thì nó sẽ hỗ trợ nhau, đảm bảo cho mạch luôn luôn lưu thông và đều đặn và khỏe mạch các bác nhé. Đấy. Vì vậy là một trong những con cục đẩy Hiếu Minh ạ ưng ý nhất trong thời điểm này vừa nhập về hôm nay giới thiệu các bác, đó là cục đẩy Crest Audio CA9 thương hiệu Crest Audio các anh em nhé.
Mạch 100% là mạch màu xanh lam nước biển các bác nhé. Thì đối với những mạch màu xanh lam nước biển như Hiếu Minh Euro đã từng giới thiệu cho các bác, đây là một trong những mạch mà là rất là hiếm, siêu hiếm luôn. Ở những cái bảy chất lượng người ta có đầu tư thì người ta sẽ dùng mạch này. Nếu mà các bác xem rất nhiều clip trên mạng cũng như trên YouTube thì các bác để ý cực kỳ hiếm những cái con cục đẩy công suất có chất lượng cao sử dụng mạch màu xanh nước biển như con này. Đấy, thì Hiếu Minh Euro nhìn cái nước mạch của nó đã rất là kết rồi. Nhìn cái nước mạch, cái nước làm chất mạch của nó rất là kết và quyết tâm nhặt cái cục đẩy này về để giới thiệu cho các bác toàn thể anh em. Con này chạy bằng 36 sò, cả sò bù áp và sò động chính công suất của nó 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8 trên 8 dưới là 32 sò. À 16, 16 x 2 là 32 sò. Các bác anh em xem nhé. Ngoài những sò bù áp to này còn những sò bù áp kích áp bên dưới đây, sò kích bên dưới đây. Bên này cũng có, một bên có hai con nữa. Mạch thì cấu tạo rất là gọn gàng. Sử dụng 88 tụ lọc rất là bự. Tụ rất là nổi tiếng ở Fork Audio, For Audio các anh em nhé. Tất cả những dòng tụ này nhìn rất là chất lượng rồi. Không còn gì bằng cãi nhiều. Đấy, một trong những cụ đẩy trong phân khúc gia đình cho chất âm cực kỳ hay, giá cực kỳ hợp lý và phải chăng. Và đây là sản phẩm như em đã giới thiệu, sản phẩm mới tinh 100%, nguyên đai nguyên kiện, được bảo hành 1 năm các anh em nhé. Thì sau đây Hiếu Minh Euro xin phép được test chất âm. Và trong clip này một lần nữa em xin khẳng định, đối với nguồn này là một trong những nguồn cho ra chất âm cực kỳ hay vì nó là nguồn đồng. Độ nhiễu nó rất là thấp các anh em nhé. Đối với nguồn đồng thì tinh khiết cao thì bao giờ chất âm của nó cũng rất là sạch. Đấy, thì các bác nào có nhu cầu cạo đầu ra để xem đây là nguồn đồng hay nguồn nhôm thì các bác thoải mái khi mua sản phẩm về, các bác có quyền được làm như thế các bác nhé. Đấy, em xin khẳng định vậy, các bác có quyền được làm như mình mong muốn. Và một lần nữa xin các bác theo dõi clip Hiếu Minh Euro test chất âm và sức mạnh cục đẩy CA9 này, các bác anh em cùng xem. Thưa các bác, thưa anh em, thì sau đây em xin phép test chất âm của cục đẩy Crest Audio CA9 chạy 36 sò công suất Toshiba này nhé. Thì đây là một trong con cục đẩy công suất có chất âm cực kỳ hay và mạnh trong phân khúc gia đình, giá cực kỳ hợp lý và phải chăng. Thì sau đây em xin test luôn chất âm cho các bác anh em cùng nghe. Đó. Em sẽ bật từng kênh một và hiện tại em đang đấu vào một đôi loa JBL 6015 bass 40 từ 220 họng 100 các bác anh em nhé. Từ 220 họng 100 cực kỳ mạnh luôn này. CA9 Crest Audio chạy 36 sò Toshiba đánh với một cặp loa bass 40 từ 220 họng 100. Con này có thể cân được hai đôi loa từ 190 các bác nhé, họng 75, hoặc là hai đôi loa nằm bass 30 như BMB 2000 cũng có thể đánh được trong một trong những cục đẩy phân khúc gia đình cực kỳ chất lượng và hợp lý các anh em nhé. Với giá của nó thì Hiếu Minh Euro sẽ để trên tiêu đề. Các bác nào có nhu cầu thì liên hệ qua các số điện thoại như trên và cửa hàng ở 451 Quang Trung, bên em sẽ giao hàng toàn quốc các bác anh em nhé. Và xin mến chào và hẹn gặp lại các bác trong clip sau. Xin thân ái và chào tạm biệt.